Đây các bạn nha, mình đã tới cây rau ngót này rồi. Đây là cây của nó đây. Ánh quá. Đây đây, cây đây các bạn nha, cây nó đây. Máy mình bắt sáng kéo ạ. Quả đầy trên cây các bạn nha. Đang chuẩn bị chín lên này. Vàng vàng rồi đó. Xấu quá. Nó sông nước. Nhiều sâu bên mình không kéo được, mình quay ở dưới cho các bạn xem nhé. Mà khá nhiều, bây giờ bắt đầu chín lên này. Đó, quả nó như vậy này. Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm qua mình có đi quay cái cây rau ngót kia nhưng mà trời nó hầm u mới lại nó ánh sáng nó bị chói quá, mình không quay được. Thì hôm nay mình sẽ chuyển sang cây này nhé. Cây này thì nó chỉ bằng cái phích nước thôi. Nhưng mà quả nó thì nhiều lắm. Đây này. Nhiều vô kể luôn. Đó, trên thân cũng rất là nhiều. Thì tí nữa mình sẽ trèo lên cho các bạn xem. Hiện tại mình đang đứng dưới gốc nó. Thì tay mình có thể với được mấy cái chùm này này. Đó, mấy cái chùm này thì có thể với được. Mấy cái chùm này thì nó đang bắt đầu chín rồi các bạn ạ. Ưng ương rồi. Nó có quả vàng vàng thế là lấy được rồi đó. Cây này thì ngoái nó không có đâu. Nay mình thấy nó nhiều thế chứ. Má trên cao cũng không có kìa. Người ta chặt ngọn để người ta lấy rau đó. Đó. Nhiều lắm luôn. Một chùm này mình đếm sơ sơ là hình như được tầm 50 quả một chùm của nó. Còn một ụ như thế này thì phải đến 100 quả mất. Còn hết cái cây này khá là nhiều. 5-6 cân quả. Cây này thì ít quả hơn cây hôm qua mình quay bên kia. Cây qua bên kia nhiều hơn, to hơn. Mà quả của bên đấy nó đẹp hơn, quả đấy nó mọng lắm. Còn quả đấy nó gầy gầy. Chắc là một phần là do ở đây nó có cái búi che rồi nó ăn hết phân, ăn hết màu nên là nó kém. Còn đây là những cái gốc mà nó rụng hạt xuống, nó tự mọc các bạn nhé. Như gốc này là nó phải được 2 năm rồi đấy, năm rưỡi 2 năm đấy, khá là lâu mình thấy. Gốc này nó mọc chậm kinh điển. Đây là ngọn. Đây này, ngọn nó đấy. Còn dưới này này. Dưới này gốc đây này, như cái cây này là gốc non của nó năm ngoái này. Năm ngoái năm kia thì nó rụng xuống đây nó mọc. Đây các bạn nha. Đây những gốc này là gốc con của nó đấy. Đây nữa này, những gốc này, này. Năm ngoái nó mọc, năm nay ai mà lấy gốc này nhổ mang về dòng thì cũng được, nhiều lắm. Đây này, trong này đầy luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Một cái này thì đường kính nữa. Nó nhỏ chắc bằng cái phích nước. Đây là quả nó này. Trên cao thì cũng có nhiều lắm. Nói chung là năm nay cây này nó đậu quả nhiều. Nhiều bạn không biết bảo quả nó như thế nào nên sẽ quay cận cảnh nha. Nó mây hôm nay là ngày 22 tháng 5 dương lịch. Quả nó bắt đầu chín rồi này. Lác đác. Mà nào muốn ươm nó có thể hái về ươm dần được rồi này. Bên kia là nó non. Cây này không nhiều bằng cây hôm qua bên kia được. Nhưng mà cây này nó ở gần. Quá nhỏ. Quả nó chỉ bằng ngón tay của mình thôi. Thì các bạn nhé. Còn trên cây này rất nhiều sâu nữa.
Đó, sâu này, sâu này nhiều lắm, nhiều sâu lắm. Đó, cái này thì mình đợi mấy hôm nữa mình sẽ hái quả nó về, mình ấy, mình lột vỏ nó ra cho mình ươm. Cây này phải đến 1.000 hạt đấy, khá nhiều. Còn đây là đồi này, người ta bỏ không nhiều lắm. Đây cây con nó to mọc cái này các bạn nhé. Cây này ngày trước nó rụng hạt đây là nó mọc luôn này. Đây thì hiện tại mình đã trèo lên ngọn nó ở đây. Có một chùm. Quả rất nhiều luôn nha. Nó chưa nhiều, cao. Năm nay nó sai, năm ngoái mình lấy được có một hai chùm này đấy rồi. Đó, quả dưới kia nó bắt đầu chín rồi. Đây nha mọi nhé. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 5 âm dương lịch nhé. Đây, quả nó bắt đầu ương ương rồi này. Chắc cái này chỉ tầm 3-4 ngày nữa là chín rồi. Mình sẽ lấy về mình lột vỏ nó ra. Xong mình ươm xuống cát. Cho nó nhím mầm xong mình cho vào bầu đó. Thế nhiều lắm. Cây này thì cũng không to đâu các bạn ạ, nhỏ này. Đây, riêng cái cành này chắc là chỉ bằng hai ngón tay của mình này. Đó. Quả chi chi luôn. Cho những bạn nào không biết quả rau sắng nhé. Hello các bạn nha, thì hôm nay sau mấy ngày nữa mình lại đến cái gốc rau ngót này. Thì hôm nọ mình thấy nó ương ương mà hôm nay nó đã chín vàng hết trên cây rồi các bạn nhé. Đó, chín vàng hết rồi. Chín nhiều đấy. Thì bây giờ mình sẽ lên các bạn nhé, mình trèo lên. Ở dưới này nhiều muỗi lắm. Đó, hôm nọ này. Trời ơi, chín nhiều thế. Mình không nghĩ nó chín nhiều như thế luôn á.